Xin chào mừng các bạn quay trở lại với giải đấu ao làng đầu tuần của chúng ta với giải thưởng 10 đô như mọi khi. Và hôm nay sẽ bắn map Erango cùng với góc nhìn thứ nhất, một trong những city mà rất hiếm khi chúng ta áp dụng vào giải đấu ao làng. Hôm nay thì vẫn là như vậy, 99 player và cùng với 3 khách mời. Cả 3 khách mời này đều đến từ team Refund Gaming thì phải. Rambo đi chip cùng với vị trí của Thái Linh Hương. Và chúng ta có một đường bay rất đẹp đến từ Primo bay qua khu vực Lipoca. Primo bay qua Ferry, có thể bay đến cảng Zeopol, bay qua khu Pochiki, qua trường học Zohok, qua Yasana và cuối cùng dừng lại ở Lipoca. Một trong những đường bay và nó rất tuyệt vời. Hình như là có một thanh niên đã nằm xuống rồi, đó là vị trí của Family xin đẹp dai, khá là khó hiểu. Chúng ta xác định được luôn cái vòng bo lệch xuống khu bên phải của bản đồ với khoảng 40% diện tích là nước. Như vậy là với cái vòng bo đầu tiên này sẽ có rất ít lựa chọn để cho các player chúng ta kiếm một nơi nào đấy để trú thân sống thật lâu. Tôi nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc trong giải đấu ao làng chúng ta. Cảm ơn các bạn donate nhá. Hiện tại mình đã vào giải rồi nên mình xin phép sẽ không đọc donate nữa, tí mình sẽ check lại sau. Bobet, một trong những player phải nói là sử dụng rất tốt khẩu AKM, và một trong những player đã từng có cho mình một cái top 2 trong giải đấu ao làng cách đây khoảng hơn nửa năm. Bên cạnh Bobet đang là khẩu M16 nếu như tôi nhìn không nhầm, và bên cạnh đang là vị trí Noenitmi. Có một cú đấm nghìn cân từ vị trí của Lung Linh đến vị trí của Hữu Tâm, một cú đấm gãy bên nửa hàm bên phải, và người đầu tiên phải nằm xuống lại không phải nằm xuống bởi những viên đạn mà lại là những ngón tay. Thật là đáng yêu trong giải đấu làng đầu tuần này có những viên đạn được bắn ra từ vị trí của Noel rồi. Bên này là Bobet với khẩu M16 của mình. Nhắc lại một lần nữa cho các bạn là sau rất nhiều update ngu học của PUBG thì bây giờ tôi tap lên tôi không thể nhìn thấy được thanh niên nào đang ở bên cạnh nữa rồi. Không thể chuyển cam cho các bạn xem được. Bobet vẫn đang bắt sai vị trí, trong khi đó Noel đã di chuyển sang khu vực nhà vàng ở bên phải rồi. Có những viên đạn Uzi được bắn ra chưa được chính xác cho lắm. Bobet chỉ mất đi cho mình 1/3 máu mà thôi. Trong khi đó thì Rambo có minh bạc của anh gai, còn Nilti có minh không hả? Cùng đó là Grab có minh bạc của Zombie VIP B8 rồi. Liên tiếp là 3 người nằm xuống, cái đầu trận của chúng ta mới diễn ra mà thôi. Phút thứ 2 của trận đấu và đã có 4 người nằm xuống rồi. Quay trở lại một khu vực khác nào, chúng ta cùng xem Rambo đang nhảy ở đâu. Mới có cho mình mạng rất sớm. Đây là vị trí của bộ sinh Lục Linh. Có cho mình mạng thứ 2 trận đấu này không? Khẩu shotgun có vẻ chưa được hiệu quả lắm với những pha dầm sót của bộ sinh Lục Linh. Phải quyết định đẩy ở trong nhà, bên trong nhà đó là vị trí của TV, đó là vị trí của Jin TV. Một viên xoắn gạt đúng vào xương sống. Bộ sinh Lục Linh có minh mạng thứ hai trong trận đấu này. Cách đó không xa là vị trí của Black Ship cùng với vị trí của Warner. Khu vực này còn những hai player nữa cơ. Bộ sinh Lục Linh có thể làm cho mình lên được 4 kill hoặc là sẽ dừng lại 2 kill trận đấu này. Why so easy? Một trong những thanh niên cũng đã có mình rất nhiều kinh nghiệm qua nhiều giải đấu lớn nhỏ rồi. Từng thi đấu cho VGS, thi đấu cho nhiều team khác nữa, đéo thằng nào mà nhớ được hết được. Tuy nhiên bây giờ thì YSOEZ đang là một trong những player chuyên nghiệp tự do thì phải, một trong những game thủ nổi tiếng và ít người biết đến. Còn lại cho mình 70 máu mà thôi, và trước mặt đang là vị trí của Sizon Tiger, hình như cũng là một player chuyên nghiệp đến từ team Sizon thì phải. Tiến Dũng có mình một viên đạn K98 tốt vào vị trí của Ngọc, bây giờ là viên K của YSOEZ. Phan Kiem, một game thủ đến từ Refund Gaming, đã từng khen YSOEZ bắn K98 như lồn. Đó là thời điểm đỉnh cao phong độ của YSO Easy. Tuy nhiên sẽ tuyệt vời hơn nếu như YSO Easy có mình một chiếc scope cỡ 3x là mượt rồi. Tiger vẫn đang là người có mình một vị trí chủ động hơn ở bên ngoài. Rất tiếc cho YSO Easy về kỹ năng bắn và kinh nghiệm bắn của mình thì bây giờ lại không đầu quân cho bất cứ một team nào cả. Tôi vẫn đang chờ đợi xem Sizon hay là Tiger sẽ là người chiến thắng trong solo 1v1 này. Tôi đặt nhiều cửa cho YSO Easy hơn, một trong những người mà được FunGame đến từ Refund Gaming tấm tắc khen ngợi. Bây giờ YSO Easy đang có mình những bước di chuyển ở bên ngoài bờ tường, còn Tiger thì vẫn đang quay quẩn ở khu vực tầng 2, có lẽ là muốn loot thêm một chút đồ, một chút nữa thôi. Phút thứ 4 và vẫn đang có 92 player còn sống cơ. Số người chết của chúng ta bắt đầu dừng lại rồi. Tạm bỏ qua khu vực này, bộ sinh Lục Linh tiếp tục có cho mình một mạng nữa. Khu vực này, mạng thứ 3 của bộ sinh Lục Linh rồi.
Thật tuyệt vời nếu như Black Ship là người sẽ kết thúc bản vô sinh lung linh, chấm dứt chuỗi kill, 3 kill của mình. Vitua có mình mạng của Bí Ngô, còn Adonis thì có mình mạng của Huy Cua. Khoảng cách là không quá xa, và nếu như tôi là bôn sinh lung linh, tôi sẽ di chuyển thật nhanh sang khu bên phải của nhà kho, chạy ra khu bờ tường, chạy thật nhanh ra khu và nhiều cửa sổ này, nhảy vào cái cửa sổ này và đi dần lên trên tầng 2 và có ngay mạng của Black Ship. Nu Đẩy Ngu vừa nằm xuống với vị trí của Lee FC. K98 tuy nhiên lại không có mình một cái cốp nào cả. Cách đây khoảng nửa năm, khi mà tôi vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ, thì việc có mình khẩu K98 và không có một cái scope nào, tuy nhiên hết trận đấu lại có mình từ 7 đến 8 kill là chuyện quá bình thường. Bây giờ sau rất nhiều bản update rồi thì vẫn chưa có ai làm được nhiều như tôi. Chúng ta vừa thấy khả năng bắn K98 cùng với đầu ruồi của Black Ship. Tuy nhiên chắc chắn là viên đạn sẽ không được chính xác như tôi cách đây nửa năm rồi. Đang ngắm trước và phát hiện ra vị trí của bôn sinh lung linh rồi. Một viên K98 vẫn chưa được chính xác. Khúc cửa sổ dần bay đi những cái bù lông của nó, qua những viên đạn K98 của Black Ship. Và nếu như tôi đếm không nhầm thì chỉ cần khoảng 17 đến 18 viên đạn nữa thôi là cái cửa sổ ấy sẽ rơi xuống. Những viên đạn rất chính xác vào khung cửa sổ luôn. Bôn sinh lung linh vẫn không có dấu hiệu đẩy lên, mặc dù có mình những trang bị tối tân hơn rất nhiều. Bây giờ định ngó ra khu nhà bên kia, vẫn chưa chính xác kiểu lắm. Không được rồi. Tôi nghĩ là Black Ship nên chọn cho mình một phương án khác hơn là ngắm ca vào mặt khán giả như thế này. Những viên đạn ca liên tục bay vào mặt của khán giả. Và bây giờ trong khu vực này có thêm Thái Linh Hương vừa nằm xuống bởi vị trí của Coca-Cola rồi. Đình Khoa dừng lại và chấp đối phương nửa máu luôn. Một thành viên đến từ Refund Gaming. Uống cho mình một chút máu và chuẩn bị giao tranh nhẹ với hai thanh niên bôn sinh lung linh cùng với vị trí của Black Ship. Nếu như có mạng của Black Ship thì rất có thể Rambo sẽ có mình một khẩu K98 không có scope. Còn nếu như có cho mình mạng của bôn sinh lung linh thì Bô sẽ có mình thêm rất nhiều đạn xanh. Có quả gì đó được ném ra, đó là quả smoke. Nhắc lại với các bạn là trong giải đấu ao làng của chúng ta không có nết. Lý do là vì các thành viên của Refund Gaming ném nết quá hay, gây mất cân bằng trong giải đấu, cho nên là chúng ta quyết định là tắt nết đi, đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người. Có viên K98 từ Black Ship thì phải. Một viên K98 trúng vị trí bả vai của Đình Khoa. Rất may trong tình huống vừa rồi Rambo không hề nằm xuống. Một viên đạn như cảnh tỉnh cho Rambo sẽ phải thi đấu thận trọng hơn trong các tình huống tiếp theo, khi mà trận đấu chúng ta mới chỉ ở phút thứ 7 mà thôi. Còn những 82 player trong trận đấu, và nếu như nằm xuống ở những phút giây đầu tiên như này, thực sự là mất mặt cho cả người cùng team Refund lẫn người đang cắt giải đấu này. Bôn sinh lung linh quyết định đẩy vào trong nhà rồi. Với góc nhìn thứ nhất này thì thực sự là không có gì khó hiểu khi mà bôn sinh muốn công nhà trong tình huống này. Black Ship lại đang ở đằng sau, nếu tôi nhìn không nhầm. Chạy ra khu ngoài ban công, chúng ta cùng xem góc máy của Black Ship nào. Một khẩu M416 cùng với 172 viên đạn xanh. Rambo cũng đang đẩy sang rồi. Như vậy là trong tình huống này bôn sinh sẽ là người hơi bị khó khi mà bị kẹp. Rambo vẫn ngồi chờ đợi khu vực bên dưới nhỉ. Di chuyển quá thông minh từ vị trí của bôn sinh lung linh, và bây giờ có cho mình mạng thứ tư trong trận đấu này. Ở phút thứ 8 này, bôn sinh lung linh đã có mình 4 kill rồi. Rambo là người tiếp tục đẩy lên trên. Một pha di chuyển phải nói quá thông minh ra khu vực bên ngoài ban công của bôn sinh lung linh. Bây giờ có thêm mạng của Rambo nữa thôi là bôn sinh lung linh sẽ có mình Rambo đầu tiên trong trận đấu solo ao làng đầu tuần của chúng ta. Vẫn chưa xác định đối phương ở đâu cả. Những việc purify đầu tiên của Rambo bắn vào vị trí của bôn sinh lung linh rồi. Phản đam quá tốt, và bây giờ Rambo mất đi cho mình nửa máu. Một viên quả flash được ném ra và di chuyển quá thông minh đến từ vị trí của bôn sinh lung linh, nhưng mà không được rồi. Di chuyển là quá thông minh, tuy nhiên kinh nghiệm của Rambo qua rất nhiều giải đấu rồi giúp cho Rambo có mình mạng thứ hai trong trận đấu này, đồng nghĩa việc cũng sở hữu cho mình luôn một viên, một khẩu K98. Ở bên này thì Wondershop vừa có mình mạng của Fairy, đang táp vào vị trí của Waza cùng với vị trí của Leader Nhật. Quái sâu gì có lẽ là cũng giải quyết xong bài toán của Saizo Tiger rồi. À không, Saizo Tiger bỏ đi rồi. Quái sâu gì vẫn chưa có mình một kill được cả.
Nhưng viên đạn K98 liên tục được bắn vào vị trí của Waza cùng với vị trí của leader Nhật. Tuyên lại đéo có viên đạn nào chính xác cả. Hình như là có một cái gì đấy không ổn. Không được rồi. Rất đáng tiếc cho Sion Tiger. Hình như là có một sự cố nào đấy khiến cho Tiger rời bỏ cuộc chơi ở đây. Trong khi bên ngoài này thì White Soul Easy có binh mạng đầu tiên trong trận đấu này. Leader Nhật là người dừng lại ở vị trí không được đẹp cho lắm. White Soul Easy chớp lời cơ rất nhanh, có binh mạng đầu tiên rồi. Một cái vòng bo lệch lên khu bên trên của bản đồ. Như vậy là các thanh niên ở khu bên kia đồi, bên kia đảo, khoe đẹp dài. Saruto cùng với vị trí của Raven sẽ phải di chuyển sang khu bên kia cầu. Béo Kaka đang cố gắng ăn cái drop đầu tiên của trận đấu. Trong đó Tu Tiên Hào thì đang hứng chịu những viên đạn Mini 14 cũng về ống ngắm 6x từ vị trí của Tiến Mid. Khoảng cách là rất xa. Lòi Le có binh mạng của Dơ Dương rồi. Phạm Minh Hiếu là người có tiếp tục mạng của Legend PUBG. Tên nghe huyền thoại vãi lộn mà lại chết khá sớm. Baybu nằm xuống bởi vị trí của Penny. Với khẩu M416 cùng với Zedo thôi. Tuy nhiên Penny vừa có binh mạng đầu tiên, mạng thứ hai trong trận đấu này. Khoảng cách khá xa. Còn vị trí của Hiếu nữa. Hiếu ITB, có lẽ là Hiếu YouTuber. Một YouTuber nổi tiếng và có lẽ là ít người biết đến. Tiger nằm xuống bởi vị trí White Soul Easy rồi. Rất đáng tiếc của Tiger trong tình huống giao tranh vừa rồi. Khi mà đang căng thì đứt mẹ dây đàn. Penny hơi trọng thương một tí. Không sao cả. DJ Chip. Dạo này Chip có cho mình rất nhiều lý do để chết sớm. Như chưa quen nhà mới, mạng chưa ổn định, mùi keo dán phòng còn nồng nặc, hay là tắc nhà vệ sinh. Rất nhiều lý do và hôm nay dừng lại ở vị trí 6x mà vẫn chưa chết là một thành công với DJ Chip rồi. Mini 14 cùng với ông ngắm 2x chắc chắn là đéo dọa được ai rồi. Bắn ra cũng chỉ để mua vui mà thôi. Và bây giờ Waza có minh mạng của Lương Siba. Một pha công nhà không được hợp lý lắm. Rambo vừa có minh viên đạn K98 vào lốp xe của DJ Chip. Watermelon đang sấy vào vị trí của ai đó. Có lẽ là vị trí của Minh Võ ở bên dưới. Những viên đạn M24 được bắn ra. Một quả smoke khá muộn màng và Minh Võ đang có thời gian để hồi máu. Lốp xe thì nổ rồi. Ôi địt mẹ mình, Minh Võ có minh mạng của Watermelon rồi à? Căng vãi lồn vậy. Chip đang bắn vào vị trí của Tuấn Lương idol thì phải. Với những tình huống bắt được vị trí của đối phương và bắn cho đối phương yếu như thế này, những game thủ có độ tuổi dưới 30 sẽ mở cửa nhà vệ sinh và đẩy lên có cho mình ngay mạng của Tuấn Lương idol. Tuy nhiên trên màn hình của chúng ta hiện tại đang là một game thủ sinh năm 86 với độ tuổi khoảng 33. Nếu không có gì thay đổi thì năm sau anh sẽ 34 tuổi. Và đây cũng có lẽ là một game thủ có độ tuổi cao nhất, già nhất và mặt nhầu nhất trong làng PUBG của chúng ta. Quén đang cố gắng đẩy lên trên vào vị trí của Lu. Trao đổi chiêu thức rất khéo. Bây giờ là thời gian để hai player chúng ta hồi máu để tiếp tục hiệp 2. Hồi xong rồi, lại ngó đầu ra. Không, chính xác là một quả lửa được ném ra. Quả lửa không được chính xác cho lắm. Lưu lại ngó ra. Thấy tốt đến từ vị trí của Lưu khi mà Gwen vẫn chưa mất thêm một giọt máu nào cả. Bể Lưu quyết định đẩy lên trên. Gwen vào trong nhà rồi. Và giờ khó khăn hơn rất nhiều cho vị trí của Lưu để xác định được vị trí của đối phương. Quyết định là đẩy vào trong nhà. Phòng nào nhỉ? Phải đoán xem phòng nào bây giờ. Không phải phòng này rồi. Về chạy ra ngoài. Gwen đã có dấu hiệu đẩy vào trong với khẩu AK của mình. Và bây giờ người bắn tốt hơn lại là vị trí của Lưu. Mạng đầu tiên của Lưu trong trận đấu này rồi. Cách đó không xa có tiếng súng của Peter K. Vào vị trí của Saruto. Đẩy vào trong luôn và rất có thể là Peter K có mình mạng đầu tiên. Đúng là như vậy, lợi thế về máu rất nhiều và cũng biết được vị trí của đối phương rồi. Bên trên này thì Khoai Y Tè cùng với vị trí của Tiệp. Thấy rất nhiều viên đạn vào lốp xe của đối phương và bây giờ thì Tiến Mít có mình mạng của Khoai Y Tế rồi. Vì tùa vừa có mình mạng của Tiến Dũng và bây giờ chỉ còn lại 49 player trong trận đấu chúng ta mà thôi. Vẫn là những viên đạn của DJ Chip bắn vào vị trí của Tuấn Lương. Lần thứ hai Tuấn Lương idol chúng ta bị yếu máu. Và xin nhắc lại một lần nữa,
với các player trẻ khoảng dưới 30 tuổi thì người ta sẽ đẩy lên và có cho mình luôn mạng của Tuấn Lương idol cùng với một khẩu K98. Các bạn có thể nghe rất rõ tiếng xe K98 của Tuấn Lương. Này, thập thò kiểu này kiểu đéo sự mất mạng các bạn xem. Chúng ta cũng đếm đến một, từ 1 đến 100 để chúng ta. Ôi, táp quá tốt vào đầu của vị trí Tuấn Lương. Chip vẫn không đẩy lên khi mà Tuấn Lương lần thứ 3 hấp hối rồi. Lương lại hồi. Già rồi nhưng rất hay được bọn trẻ nó phù hộ các bạn ạ. Nếu như mà DJ Chip không thể kết thúc được mạng của Tuấn Lương idol thì rất có thể Tuấn Lương sẽ đẩy xuống và Chip sẽ nằm xuống ở vị trí khoảng 4x. Nhưng mà rất may đó là why so easy. Một viên đạn K98 khô khốc vang lên cứu mạng của Chip. Chip già. Không biết là why so easy có ý định đẩy lên hay không, nhưng mà vị trí why so easy phải nói là quá đẹp rồi. Hòa già DJ Chip cùng với why so easy đang là ba người có vị trí đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại, giống như một cái tam giác quỷ bẹt muda vậy ở giữa bản đồ. Wondershop thì đang xả đạn vào vị trí. Ủi, kỹ năng táp quá tốt của Wondershop, có mình mạng thứ hai rồi. Minwin vừa đâm xe chết vị trí của Châu Linh. Trong khi đó thì Hiếu YouTuber có cho mình mạng của ai đó. Tiến Midland nằm xuống bởi vị trí của Rồng Đỏ. Rồng Đỏ đang ở dưới đồi nè. Rồng Đỏ có bắn lên hay không? Rồng Đỏ vẫn chưa thấy ai cả. Huy Việt cũng đang ở khá xa, phát hiện ra vị trí của Rồng Đỏ rồi. Rồng Đỏ đã bị bắn rất nhiều. Một viên đạn M24 quá chính xác. Tuy nhiên mạng lại thuộc về Hiếu B YouTuber. Hiếu không biết là có nghe thấy tiếng súng của Huy Việt không, ở cách đó không xa một chút nào. Một viên đạn M24 cùng với ông ngắm gì đó tôi chưa kịp nhìn. À, đó là một ông ngắm gì đó. Đó là ông ngắm 6x các bạn ạ. Bây giờ thì Huy Việt đẩy lên trên, và nếu như theo cái đà di chuyển này thì sẽ xỉa ra đằng sau lưng của Hiếu YouTuber. Trong khi đó bên trên này thì có một thanh niên khác cũng tên là Hiếu đang sấy đạn vào hư không. Có lẽ sấy vào vị trí của Min. Xà rè đang xả đạn vào vị trí của Phum 18. Spam rất khéo và lùm cây. Không viên đạn nào chính xác vào vị trí của Phum 18 cả. Bởi lại ngó sang bên này cũng đéo có nhiều tác dụng. Huy Việt cũng đẩy xuống rồi. Chip vẫn giữ cho mình được cái nhà vệ sinh rất tuyệt vời. Bên cạnh cách đó không xa là vị trí của Rambo cũng ngồi thủ nhà vệ sinh. Chúng ta có thể thấy các thành viên của Refund Gaming đang thể hiện phong độ rất xanh chín, đứng ở giữa đồng và giao tranh với tất cả mọi người đi qua. Ngọc Thắng C07 đang gặp một pha hơi khó một tí, hình như là có một pha công nhà vệ sinh như vậy. Xe nổ ở bên ngoài rồi và bên ngoài đang là vị trí của Béo KK. Ngọc Thắng C07 đẩy ra ngoài khi nghe thấy tiếng rút chốt. Và bây giờ thì Béo KK nằm xuống bởi vị trí Ngọc Thắng C07. Tuy nhiên trước đó ở bên ngoài là vị trí của Coca-Cola đã bắn khá yếu rồi. Béo KK trong tình huống vừa rồi chỉ được chấm mút nhẹ mà thôi. Đi chip Rambo cùng với vị trí của Ngọc Thắng C07 bây giờ thì lại tạo ra một cái hình tam giác ở giữa gục bò rất khó chịu. Cách đó không xa là vị trí của Gần Nú và Why So Easy. Cái vòng bò này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các thanh niên đang ở ngoài khu bò đây. Huy Việt cùng với Gia Nè vẫn chưa thể kết thúc màn tranh chấp nhau ở khu vực này. Xe thì nổ con mẹ hết rồi. Và cũng đang là những thanh niên ở ngoài khu bò xa nhất thì phải. Ui, hôm nay mình nói hơi nhiều sao nên vẽ nước bọt bắn ướt hết mic rồi. Hồi vẽ luôn. Có bao giờ các bạn đã tự liếm tay mình và ngửi chưa? Có một bí quyết nhỏ đấy là nếu như mà các bạn liếm tay hay là khạc đờm vào tay mình và các bạn ngửi thì các bạn sẽ biết được là mùi hôi ở mồm mình nó sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thuốc nước xúc miệng, Listerine các kiểu. Các bạn nên xúc miệng ngày một lần. Tôi đã thử cách đây khoảng 3 tháng rồi và tôi nhận ra là nó chỉ thơm được khoảng 15 phút thôi, xong nó lại thối như thường. Kim Anh dừng lại ở rất gần vị trí của Rambo. Một viên K98 quá chính xác cướp đi 130 máu của Kim Anh. Rất gọn gàng và sạch sẽ, Rambo nâng tổng số kill của mình lên 4. DC Khang cũng nấp nhà vệ sinh nhưng mà khác với những người bạn trong trận đấu của mình, chung trận của mình thì Khang lại chọn mình một cái nhà vệ sinh gỗ. Đen vãi lộn. Có tiếng xe của Waza đi qua vị trí của Ngọc Thắng C07. Như vậy là rất có thể cái vòng bo chúng ta lại ra đồng rồi. Khó thế. Cái nhà vệ sinh này mà có ông nào cũng đi qua ông kẹp một phát thì nó lại vùi. Chúng ta có thể thấy
Già rồi, rất khôn, rất cao. Thỉnh thoảng mở cửa ra bắn đúng 3 viên lại đóng cửa vào. Càng già thì chúng ta lại càng thấy quý trọng cái cuộc sống này. Nói một cách lịch sự và nhanh gọn đấy là sợ chết đấy các bạn. Sấy vẫn tốt từ vị trí của Rambo và quay sâu easy vừa nâng tổng số kill của mình lên 5 rồi. Có cho mình một cái Rambo trong trận đấu này. Wow, quay sâu easy còn tuyệt vời hơn, lại có mình thêm một cái Aerob nữa. Một món quà từ trên trời rơi xuống cho quay sâu easy. Chúng ta hãy cùng xem cái Aerob này có cái gì. Đó một khẩu AUG và full đồ cấp 3. Tôi đang định đoán là AUG thì nó đúng là khẩu AUG thật. Và ôi thật là tuyệt vời, giải đấu ao làng đầu tuần của chúng ta đã có crash rồi các bạn. Đúng lộ trình. Quay trở lại trận đấu của chúng ta với 20 player ở phút thứ 22. Đang có những sự giao tranh ở bên ngoài khu vực bo. Thanh Lưu là người đang xả đạn vào vị trí của Nelty. Bao nhiêu? 8 giây nữa thôi bo sẽ di chuyển. Như vậy là các player của chúng ta đang ở ngoài khu vực bo. Sẽ phải tính toán thật nhanh để có thể di chuyển được vào trong. Một cái khu nhà này đang là một trong những khu vực rất nóng này các bạn. Cái việc mà crash game thường thường sẽ mang lại chúng ta một độ mượt mà nhất định. Các bạn có thể thấy bây giờ xem rất mượt luôn. 4U đang hồi máu và bây giờ thì Penny là người quyết định đẩy lên trên. Tiếng chân chắc chắn là sẽ nghe thấy rồi từ vị trí của Thọ rồi. Đẩy lên rất khéo và Penny có mình bạn thứ ba trong trận đấu này. Thọ 4U là người vừa nằm xuống bên ngoài đang là vị trí của Khuê đẹp trai. Chỉ nằm dưới đồng mà rình rập mà thôi. Penny sẽ đẩy ra ngoài. Nếu như đẩy ra khu bên trái sẽ gặp vị trí của Khuê đẹp trai. Đẩy ra bên phải sẽ gặp vị trí của Phá Game Ngu Người. Rất khó cho Penny để xử lý trong tình huống này. Một cái rope rơi xuống rất gần vị trí của Coca-Cola. Còn bên ngoài này thì Đình Khoa đang có những viên AK-98 bắn vào ai đó. Ở khu bên phải này thì hầu như là trống trải rồi. Không còn ai nữa rồi. YSOG quyết định lên xe bỏ chạy. Và Ram DJ Chip vẫn là một trong những người đang có vị trí rất đẹp với cái nhà vệ sinh của mình từ đầu trận đến giờ. Nguyễn Thanh Lưu phát hiện ra vị trí Ngọc Thắng C07 rồi. Chắc chắn là cái nhà vệ sinh trước mặt là có người. Ui xảy. Ui rồi không được rồi. Thanh ơi phải đứng lên thôi. Có những viên đạn của ai. Thanh sắp bắt lồn rồi. Đình Khoa có mình mạng của mình võ. Trong khi đó Đức Ngọc Thắng C07 quyết định là ngó mặt ra để bắn nhau với ai đó. Nhưng mà lại quyết định là chui vào trong rồi. Noel Itmi đẩy lên trên với quả sấm mốc. Trong khi đó thì Coca-Cola đang có mình lợi thế nhất định với cái nhà vệ sinh này. Cái rope thì rơi rất gần nhưng có lẽ là không ai dám ra ngoài để ăn cả. Noel khá quẫn trong tình huống này rồi. Như vậy là quyết định công nhà vệ sinh của Coca-Cola. Tranh chấp vị trí ỉa đến từ hai player. Một player mang vị trí số 38 và một player mang vị trí số 60. Bên ngoài đang là một chiếc xe Dacia vàng. Như vậy nó không còn là vấn đề tranh chấp đất đai nữa mà nó còn là vấn đề tranh chấp phương tiện di chuyển. Smoke được ném ra liên tục khiến cho Noel cũng đéo nhìn thấy cái gì cả. Cái rope thì rất gần rồi nhưng không có player nào dám ăn cả. Như vậy là Coca-Cola có cho mình mạng của YSOG, có mình mạng của Rambo. Liên tục là các player nằm xuống, những key player của chúng ta. Và bây giờ gánh nặng đặt lên vai của DJ Chip khi mà những người em của mình đã nằm xuống rồi. YSOG trong trận đấu này đang tỏ ra là một trong những player mặc dù không còn thi đấu chuyên nghiệp cho bất cứ một team nào nữa, tuy nhiên lại quá lợi hại. Có lẽ sau trận đấu ao làng này rất nhiều team sẽ phải để mắt đến YSOG, một trong những player đã được rất nhiều lời khen trong sự nghiệp thi đấu của mình. Coca-Cola đẩy lên trên và đã có mình một full bộ đồ cấp 3 rồi. Có một khẩu súng nào đó còn thừa trong cái AROP này. Đó là một khẩu MK14, tôi đang định đoán thì đúng là khẩu MK14 thật. Coca-Cola không có dấu hiệu ăn cái AROP này từ vị trí của Coca-Cola. Còn ở đây Penny cùng với vị trí của Khuê đẹp dai. Chúng ta cùng xem nào. Khuê vẫn chưa đẩy ra và không còn thời gian nữa đâu. 5 giây nữa thôi, bò sẽ đổ chạy. Bò chạy rồi. Khuê đứng lên trên, phát hiện ra vị trí của Penny. Penny là người nằm xuống ở bên, chỉ còn lại 10 player mà thôi. Đi chip xả đạn vào vị trí của thằng C07. Tuy nhiên không viên đạn là chính xác cả. Phạm Bình Hiểu xây xe vào vị trí của Lưu. Quá tốt, và bây giờ chỉ còn lại 9 player. Phút thứ 26 của chúng ta. 4 kill đến từ vị trí của Phạm Bình Hiểu rồi. Bên này thì Coca-Cola đang cố gắng giải quyết bài toán của Wasa. Trong khi đó thì Khuê đẹp trai phát hiện ra vị trí của Ngu Người, người mà đang chặn bò. Ngu Người đang có cho mình nhiều lợi thế hơn khi mà ở sâu hơn trong khu vực bò. Những cái cây lúa nó đang làm cản tầm nhìn của hai player chúng ta. Và bây giờ những quả smoke nó ném ra từ vị trí của Khuê đẹp dài. Ngu Người quyết định là thay đổi góc kê của mình. Không, Ngu Người quyết định là di chuyển vào trong khu vực bo rồi. Trước mặt đang là vị trí của Hoa Gia. Hoa Gia có mình một cái nhà vệ sinh gỗ đi. Tôi nhìn không nhầm.
Ngu người quyết định đẩy vào trong luôn. Wada có nghe được tiếng chân hay không mới là vấn đề này. Bây giờ Wada quyết định đẩy ra ngoài, hình như nghe được tiếng chân rồi, và ngu người là người nằm xuống. Wada có binh mạng thứ hai trong trận đấu này, một cái nhà vệ sinh gỗ rồi, tuy nhiên vẫn đủ để Wada có thể có mình những cái backup cần thiết. Khuê vẫn chưa đứng lên để bỏ chạy, hồi máu khá muộn rồi. Thực ra Khuê vẫn còn đủ thời gian để hồi máu, và nằm ở đây thì không khác gì chờ chết cả. YSOG là người đang ở vị trí trên cao và có thể bao quát được rất nhiều hướng. Quan trọng là cái bo tiếp theo sẽ như thế nào. Có tiếng súng bắn ra từ vị trí của Ngọc Thắng C07. Phạm Minh Hiếu vẫn chưa tìm được cho mình một cái lối đi nào an toàn cả. Rất nhiều ánh mắt đang hướng về vị trí của Khuê đẹp dài. Khuê đang khá là mỏi háng rồi. Ta cùng chờ đợi xem cái vòng bo tiếp theo như thế nào. Bên phải đang là vị trí của Jenny Gamer, cũng nằm ở khu vực đông. Phạm Minh Hiếu lộ vị trí bởi Ngọc Thắng C07 rồi. Một viên đạn K98 và cửa sổ không được chính xác, và chúng ta cùng xem vòng bo. Là vòng bo lệch xuống khu vực bên dưới bắt đầu. Như vậy là lần đầu tiên trong trận đấu này, DZ Chip, một trong những player già nhất trong trận đấu của chúng ta, sẽ phải di chuyển. Khuê đợt sai nằm xuống bởi outside play zone, và bây giờ chỉ còn lại 7 player mà thôi. Chip phát hiện ra vị trí của Waza rồi. Bây giờ Chip sẽ xử lý như thế nào đây? Xa hơn nữa là vị trí của Phạm Hiếu, tuy nhiên Hiếu lại có mình một chiếc xe UH trông khá là khá tính. YSOG cũng quay lại trước với chiếc xe đa xe của mình rồi. Việc di chuyển vào bo sớm có lẽ là sẽ rất nhiều lợi thế đây, khi mà trong vòng bo không có ai cả, bây giờ chỉ có một mình Coca-Cola cùng với vị trí của Waza mà thôi. Chúng ta cùng xem bến đỗ của YSOG ở đâu nào. Khá đẹp, một khu vực mà có rất nhiều backup. Một viên đạn trúng vào vị trí của YSOG rồi, nếu tôi nhìn không nhầm là trúng đầu. Đó, những viên đạn bắn ra từ vị trí của Waza. Coca-Cola có mình một pha sấy, và bây giờ cái nhà vệ sinh của Gaza không còn an toàn nữa rồi. Những quả smoke vừa được ném ra từ vị trí YSOG, và bên Jenny Game cũng đang muốn đẩy lên vào trong khu vực bo. Đi Chip chưa có dấu hiệu để di chuyển, trong khi đó thì Phạm Minh Hiếu đã ném ra những quả smoke của mình rồi. Bây giờ Chip chạy ra ngoài không được rồi, lên xe bỏ chạy từ vị trí đi Chip. Một viên đạn vào vả vai của đi Chip rồi, bên lại phải dừng lại để hồi máu. Khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên Phạm Minh Hiếu cũng không khá hơn là mấy. Những quả smoke dần dần tan đi, và bây giờ là thời gian để Hiếu di chuyển vào trong khu bo, chỉ còn một phút nữa thôi. Tính toán cho thật nhanh để có thể di chuyển được vào, nhưng mà ăn những viên đạn của ai đó rồi. Chip lại một lần nữa lên xe. Đó, những viên đạn của YSOEZ. Rất khó chịu. Bên phải đang là vị trí của Jenny Gamer. YSOEZ sẽ phải rất cẩn thận trong những tình huống cuối cùng này. Chip dừng lại ở giữa khu bò, rất gần vị trí của Coca-Cola cùng với vị trí của Waza, và đằng sau đang là vị trí của thằng C07 nằm xuống dưới rồi. Smoke đang quá nhiều. Coca-Cola có minh mạng của Waza, trong khi đó thì Ngọc Thắng C07 đang ở ngay trước mặt DT Chip. Đằng sau đang là vị trí YSOG cùng với Jenny Gamer. Có vẻ như YSOG biết được là có người ở hướng bên phải rồi, tuy nhiên vẫn chưa bắt được đối phương ở đâu cả. Phạm Minh Hiếu vẫn đang cố gắng lần mò để vào trong khu bo. Còn 4 quả smoker, tôi nghĩ là Hiếu nên sử dụng smoke thì hợp lý hơn trong những tình huống cuối cùng này. Không ổn rồi, như vậy đi Chip có mình mạng của Phạm Minh Hiếu. Khá là khó hiểu khi mà còn cho mình 4 quả smoke mà không tung ra. Còn tiết kiệm để làm gì? Có lẽ là để thứ 7 này bắn tiếp các bạn ạ. Hiếu vừa có mình pha xử lý không được khôn cho lắm, và bây giờ đi Chip là người duy nhất ở trong khu bo. Không biết là Chip có tận dụng được cái lợi thế này hay không, nhưng mà tôi đếm qua thì chắc chắn là Coca-Cola cùng với Ngọc Thắng C07 sẽ phải di chuyển qua mặt Chip để vào trong khu bo rồi. YSOG cùng với Jenny Gamer cũng là hai player xa nhất tại thời điểm này. Ngọc Thắng C07 nằm xuống bên đi Chip, mạng thứ 3 của Chip trong trận đấu này. Có mình được số kill rất khiêm tốn, tuy nhiên Chip đang tỏ ra rất lợi hại về cuối. Đúng là gừng càng già thì càng cay. Thấy luôn cả vị trí YSOG táp quá tốt, và bên này tiếng chịu những viên đạn của Coca-Cola. Coca-Cola đang bị bò đốt rồi đấy, tôi nhìn không nhầm. Rất khó chịu, 15 giây nữa thôi. YSOG cũng sẽ phải di chuyển trong bò, và tôi nhìn thấy một quả smoke được ném ra từ vị trí YSOG. Đi đi Chip vẫn kề vào vị trí của chiếc xe hỏng. Hơi sai một tí, một quả lửa ném ra không nhiều tác dụng. Coca-Cola sẽ đẩy lên sớm rồi. Chip đang ở trong khu bò rồi, và quả smoke ở bên phải này đang hơi bị nguy hiểm một tí. Coca-Cola có thể ẩn mình vào trong làn smoke này. Lại một quả smoke nữa được ném ra, tôi nghĩ là không cần thiết một tí nào. Che tầm nhìn của Coca-Cola rồi.
White Soul Easy cũng đã nằm xuống để lấn bò vào trong khu bò. Jenny Gamer vẫn là player an toàn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cũng bò vào được vào trong khu bò rồi. Bên chúng ta cũng xem đi chip xử lý tình huống như thế nào nào. Không ổn rồi, cố gắng lại, hiểu màu quyết định đẩy lên trên. Tuy nhiên thì chip, trời ơi, tôi không thể tin được pha xử lý vừa rồi. Cứ ngơ là đi chip đang yếu máu rồi và cố gắng sẽ đẩy lên và có mạng nhưng không. Chúng ta có thể thấy một lần nữa kinh nghiệm qua rất nhiều giải đấu của Dizzy Chip khiến cho tình huống vừa rồi sao vẫn 3 kill. Đó là mạng thuộc về White Soul Easy các bạn ạ. Đi phải đáng tiếc vãi lồn. Bây giờ White Soul Easy đẩy lên trên và như vậy là Dizzy Chip có bị thêm một mạng nữa. Đi phải cái lồn đã xảy ra đi ạ. Không được rồi. Đi phải đang bay thì gãy các bạn ạ. Đi phải xin chúc mừng Jenny Gamer có cho mình một lợi thế và là tuyệt vời. Và chớp thời cơ quá tốt, đẩy lên trên và có luôn mạng của Dizzy Chip. Thật đáng buồn cho White Soul Easy cùng với Dizzy Chip trong trận đấu vừa rồi. White Soul Easy có mình những bước di chuyển rất thông minh và có số kill rất lớn với 7 kill. Coca-Cola cũng vậy. Dizzy Chip với những nỗ lực tuổi già của mình cũng đã có những 4 kill. Và Jenny Gamer, một trong những game thủ mà chúng ta không ngờ đến. Các bạn có thể thấy là những góc quay camera của chúng ta rất khi ít khi đá vào Jenny Gamer, một trong những game thủ mà tôi nghĩ là không thể gây đột biến vào những giây phút cuối cùng thì lại là người top 1. Xin chúc mừng Jenny Gamer và mời bạn gửi mail xuống bên dưới để mình sẽ gửi cho bạn code 10 đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi giải đấu ao làng của chúng ta. Và xin các bạn hãy để lại một like hoặc một subscribe nếu như các bạn cảm thấy giải đấu hay. Chúng ta quay trở lại với giải đấu ao làng vào tối thứ 7 tuần này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.